máy quét mã gì mà còn nhỏ cái điện thoại thế nào. Trời ơi, Newland BS3080. Trong hộp ta sẽ có một chiếc máy đọc, một cái bọc, dây đeo trên cổ và một dây sạc USB-C. Muốn bật em này, anh em chỉ cần giữ hai nút, thế là nó sẽ kêu anh em ạ. Và tắt đi thì cũng giữ khoảng một lúc nữa sẽ tắt thôi. Muốn dùng chỉ cần bấm phát là nó sẽ sáng để giúp anh em có thể đọc được mã. Anh em có thể kết nối cái này thông qua USB-C. Nhưng mà nếu mà anh em không muốn nhá, em này còn hỗ trợ Bluetooth đi nhá. Máy quét mã này sẽ có sensor là 1280 x 800. Dùng tầm ngắm laser, đọc được cả QR và cả barcode. Sẽ có Bluetooth 5.0 kết nối được 30m. Nằm trong này sẽ còn có pin 300mAh, dùng được 2 tiếng, sạc cũng 2 tiếng. Và ngoài ra em này sẽ còn có chuẩn IP65 này anh em nhá. Em này thì dành cho những đối tượng như là những nơi kiểm hàng, kiểm hùng các kiểu. Chỉ cần cài vào cổ, dí hàng hóa khắp nơi là về máy tính luôn. Rất là dễ dàng và vô cùng là tiện lợi. Nói chung, sản phẩm này doanh nghiệp nào cũng muốn, doanh nghiệp nào cũng thèm. Anh em mua ngay luôn nhá.